Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày 30 tây tháng 11 năm 2022. Trong chương trình tin tức hôm nay. Trước hết có một bản tin ngắn với nhan đề là Donald Trump yêu cầu Kerrylec tự tuyên bố chiến thắng và trở thành thống đốc Arizona sau đó chúng ta sẽ đến một bài bình luận chánh trong chương trình hôm nay kính thưa quý vị đối với donald trump ông ta nghĩ chuyện gì nó cũng rất đơn giản rằng cứ việc tổ chức một buổi lễ ra tuyên bố tái tranh cử là coi như tạm ăn ngon ngủ yên bởi vì ông ta cứ tưởng mình đã có tư cách ứng cử viên cộng hòa bất kể là các đảng viên cộng hòa có đồng ý hay là ủng hộ cho ông ta hay không cho nên bây giờ ông ta thấy bà Carrie Lake, ứng cử viên thống đốc tiểu bang Arizona vừa bị đánh bại thì cũng tội nghiệp. Nên Donald Trump vừa lên tiếng kêu gọi bà Carrie Lake nên được vinh danh là người chiến thắng và nên được bổ nhiệm làm thống đốc. Và ông ta lập lại những âm mưu gian lận bầu cử vô căn cứ mà ông ta đã sử dụng tương tự để chống lại thất bại năm 2020. Nhưng mà Donald Trump quên, quên nói rõ là ai sẽ lên tiếng chứng nhận và bổ nhiệm bà Carrie Lake ra làm thống đốc tiểu bang Arizona đây. Thưa quý vị, bà Carrie Lake là một ứng cử viên cộng hòa. Bà đã phủ nhận cuộc bầu cử năm 2020 bà đã từ chối nhượng bộ và chấp nhận thất bại trong cuộc đua giành chức thống đốc tiểu bang Arizona. Donald Trump Trong một bài viết trên hệ thống của ông ta là Trust Social đã tuyên bố mà không có bằng chứng nào hỗ trợ rằng chính trị gia Carrie Lake, từng là người dẫn chương trình truyền hình là nạn nhân của một hoạt động bỏ phiếu tội phạm khác và ông ta cho rằng đối thủ đảng Dân Chủ của bà là Tổng Thư ký Hành Chính của tiểu bang Arizona, bà Kathy Hobbs, đã điều hành cuộc bầu cử này. Donald Trump còn nói rằng, một số lượng lớn máy bỏ phiếu đã hư hỏng ở các quận của đảng Cộng Hòa vào ngày bầu cử. Những người thợ sửa chữa được gửi đến để khắc phục chúng, nhưng rồi lại khiến chúng trở nên tồi tệ hơn bà carilek nên được bổ nhiệm làm thống đốc arizona ngay lập tức thưa quý vị bà carilek đã từ chối thừa nhận thất bại trước bà Kathy hobbs và tuần trước thì bà ta đã để đơn kiện hồ sơ công khai chống lại hạt maricopa của arizona và yêu cầu các tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử vụ kiện này theo sau quận maricopa là quận lớn của tiểu bang arizona báo cáo một số vấn đề liên quan đến máy in tại khoảng 20% địa điểm bỏ phiếu của quận này. Bà Karilek kể từ khi tuyên bố tranh cử chính trị thì bà ta đã công khai thể hiện mình là người theo thuyết âm mưu bầu cử và là người phủ nhận cuộc bầu cử năm 2020. Bà đã nhấn mạnh rằng Donald Trump đã thắng một cách công bằng trong chiến dịch tái tranh cử của mình trước tổng thống Joe Biden và bà không thể hoàn toàn tin tưởng vào các máy bỏ phiếu điện tử. Vào tháng 8, thì bà Karilek đã để đơn kiện trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, yêu cầu tòa án cho phép đếm tất cả các phiếu bầu đếm bằng tay, không đếm bằng máy. Nhưng mà vụ kiện đó đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ, bởi vì cho rằng vụ kiện không cho thấy bất kỳ khả năng gây hại thực tế nào từ việc sử dụng máy móc. Hội đồng giám sát của quận Maricopa. Do đảng Cộng Hòa kiểm soát. Họ đã nhất trí xác nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2022. Điều này đồng nghĩa là mọi chuyện nó đã thực sự kết thúc. Thưa quý vị tôi nghĩ rằng Donald Trump. Có thể tặng cho bà Lake Một vé an ủi Bằng cách bổ nhiệm bà Lake làm thống đốc. Maralago thế là xong. Chúng ta bước vào bài bình luận tránh trong chương trình hôm nay kính thưa quý vị với nhan đề Elon Musk lộ nguyên hình là một kẻ nguy hiểm và phân biệt chủng tộc. Kính thưa quý vị chủ sở hữu mới của nền tảng truyền thông xã hội Twitter đang khởi động một cuộc chiến tranh truyền thông giữa chính và ta trên internet. Elon Musk có thành tích nói một đằng làm một nẻo, một thực tế ngày càng trở nên rõ ràng và đáng báo động. Kể từ khi ông ta tiếp quản Twitter, đã dẫn đến sự hỗn loạn trong công ty và gia tăng các thành phần cực hữu với những phát ngôn thù địch trên nền tảng này. Sau khi tiếp quản Twitter, thay vì củng cố đội ngũ tập trung vào những thư rác, những quảng cáo tầm bậy và những thông tin sai lệch hay là những thuyết âm mưu. Thì Elon Musk đã sa thải nhiều nhân viên khiến cho việc giám sát thông tin của công ty này bị thu hẹp khoảng 2 phần 3. Nhưng mà điều đáng nói nhất thưa quý vị là Elon Musk, ông ta đã từ bỏ hoàn toàn cam kết mà ông ta đưa ra chỉ vài ngày sau khi tiếp quản công ty này. Ông ta đã đưa ra lời hứa là tôi sẽ thành lập một hội đồng kiểm duyệt nội dung với nhiều quan điểm đa dạng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào về nội dung hoặc là khôi phục các tài khoản bị cấm vì đã vi phạm quy tắc của công ty twitter trước đây nhưng mà thay vào đó thì elon musk đã tự mình giải quyết vấn đề ông ta đăng một cuộc thăm dò thứ nhất trên twitter để hỏi tất cả người dùng liệu có nên cho phép Donald Trump, người đã bị đình chỉ vĩnh viễn khỏi Twitter sau vụ tấn công vào điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 vì tội kích động bạo lực, được phép trở lại trên nền tảng hay không? Dĩ nhiên, chúng ta dễ hiểu quá rồi. Với thành phần đa số người dùng Twitter là người cánh hữu, là dân cuồng Trump, là các tổ chức dân quân cực đoan, và đoàn âm binh MAGA. Họ đã bỏ phiếu online với con số áp đảo, đồng ý khôi phục lại tài khoản của Donald Trump. Rồi cuộc thăm dò thứ hai cũng từ Elon Musk. Đi hỏi ý kiến người dùng về việc ân xá cho tất cả các tài khoản đã bị đình chỉ trước đây. Trong đó có cả tài khoản của dân biểu cực đoan, bà Marjorie Taylor Greene. Kính thưa quý vị, ông Rashad Robinson, chủ tịch của nhóm công bằng chủng tộc trực tuyến Color of Change đã đánh giá rằng Twitter chuyển sang phải hoàn toàn rồi. Tức là nghiêng về cánh hữu một cách công khai. Không còn e ngại dư luận và xã hội cũng như các nhà quảng cáo lớn. Kể từ khi Elon Musk tiếp quản công ty Twitter, Ông ta đã khôi phục các tài khoản, bao gồm cả những tài khoản thuộc về những người có ảnh hưởng trong nhóm cánh hữu, Jordan Peterson và trang web châm biếm Babylon Bee, được cho là hoạt động theo lệnh trực tiếp từ Elon Musk. Những người này luôn tung ra những thuyết âm mưu để tấn công những người trong cộng đồng LGBT và chủ trương da trắng thượng đẳng, phân biệt chủng tộc. Twitter cũng đã mở lại các tài khoản của andrew Tate, một người có ảnh hưởng theo chủ nghĩa thuyết âm mưu sai trái của project veritas một nhóm hoạt động bí mật cánh hữu trước đây đã bị cấm vì vi phạm các quy tắc về chia sẻ thông tin cá nhân của người khác và dân biểu cực đoan hung hăng nhất trong hạ viện marjorie taylor green bà là người đã bị cấm vì vi phạm chính sách truyền bá thông tin sai lệch về Covid-19. Trong khi đó thì thưa quý vị, các thành viên cực hữu, bao gồm các thành viên của Proud Boys, Old Keepers, được cho là đang tạo rất nhiều tài khoản mới trên nền tảng này. Emma Steiner, một nhà phân tích thông tin sai lệch cho biết về các tài khoản mới được tạo trên Twitter là những nhóm người tập trung vào phong trào thuyết âm mưu QAnon những người ủng hộ kêu gọi bắt giữ hoặc là hành quyết hàng loạt những nhân vật của công chúng mà họ cáo buộc là những kẻ ấu dâm satan có thể nói hiện nay thưa quý vị những lời nói xấu nhau những lời đã kích và miệt thị với giọng điệu thù hận nó đã xuất hiện trên nền tảng twitter ngày càng nhiều hơn dường như hiện nay Twitter không có đủ người để làm những công việc kiểm tra thông tin. Hay tệ hơn nữa là một sự cho phép ngầm từ chính nền tảng này. Imran Ahmed là người sáng lập trung tâm chống lại sự căm ghét kỹ thuật số đã cho biết rằng chúng tôi đã thấy những người chống vaccine tràn vào ao ác đông không kể xiết họ post lên những thuyết âm mưu bài vaccine với ngôn từ kích động thù địch. Những lời lẽ phân biệt chủng tộc trên Twitter đã tăng cao bất ngờ sau khi Elon Musk tiếp quản nền tảng này. Nhiều từ ngữ nhạy cảm luôn bị cấm trước đây, giờ thì đã đồng loạt tăng lên từ 55% đến 85%. Elon Musk tự cho mình là một chiến binh tự do ngôn luận, nhưng mà rõ ràng có những cảnh báo mà chúng ta cần để ý. Đó là những tài khoản của những tiếng nói cánh tả, đòi tự do nhân quyền, đòi quyền bỏ phiếu, đòi quyền cho cộng đồng LGBT, các tổ chức chống chủ nghĩa phát xít của các nhà nghiên cứu hoặc các nhà hoạt động chống phát xít thì những tài khoản này đột nhiên bị xóa bỏ hoàn toàn, không hề được thông báo nào trước. So với các trang truyền thông xã hội khác như là Facebook hay là YouTube thì Twitter không thực sự phổ biến lắm. Chỉ có khoảng một phần 5 người Mỹ cho biết là họ có sử dụng nền tảng này. Nhưng mà có thể nói là Twitter cung cấp một nguồn tài nguyên rất quan trọng, không chỉ cho các nhà báo, các học giả mà còn cho các quan chức chính phủ và những người dân bình thường trên khắp thế giới. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị Những gì mà chúng ta đang có Là một Twitter Của một kẻ nguy hiểm Vô trách nhiệm Không quan tâm đến người dân và cộng đồng Là những người sẽ dễ bị tổn thương Bởi hành động của họ Qua sự ủng hộ những kẻ cánh hậu cực đoan Sự trao đảo rõ ràng Về bên phải của Twitter Nó bắt đầu từ trên cao nhất bởi người lãnh đạo nó đó, đó là elon musk người mỹ rất kém trong việc quy kết trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo chính trị hoặc là các đảng chính trị vì những thất bại trong chính sách của họ bởi vì họ không quan tâm theo dõi tin tức trung thực từ truyền thông dòng chính từ báo chí uy tín mà họ chỉ đón nhận tin tức truyền miệng từ bạn bè người thân hay là các nhà lãnh đạo cộng đồng, các thành viên giáo sĩ, các chính trị gia nổi tiếng của cả hai đảng. Và từ mạng xã hội như là Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Dĩ nhiên, thưa quý vị, hầu hết tất cả những thứ tin tức này đến từ những nguồn này nó đều không chính xác. Đặc biệt là đối với Đảng Cộng hòa. Và những người bảo thủ cực đoan trong thời đại phân cực chính trị của cánh hữu cực đoan nó đi cùng với thông tin sai lệch và sự tấn công phối hợp vào sự thật đã khiến cho nhiều người mỹ không còn biết tin vào nguồn tin chính thống nào là đúng đắn nhất nhưng mà nhìn chung thì người mỹ đang trải qua thời khắc chia rẽ xã hội và xa lánh chính trị nhiều người mỹ dường như sẵn sàng đầu hàng các lực lượng cực đoan và chủ nghĩa độc tài và không hề muốn phản kháng chút nào. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay kính thưa quý vị. Cuối cùng thì ai ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho sự thụ động của công chúng Mỹ khi mà đối mặt với mối đe dọa phát xít và chủ nghĩa cực đoan ngày càng leo thang hơn. Tất nhiên, Đảng Cộng hòa và các thành viên cực đoan của phong trào bảo thủ là những người có tội rõ ràng nhất nhưng mà tổng thống biden và các nhà lãnh đạo khác của đảng dân chủ và tầng lớp lãnh đạo tự do hoặc là trung tâm cũng phải chịu trách nhiệm ở mức độ họ đã không nhanh chóng xác định mối đe dọa và không có phản ứng phù hợp một phần nước mỹ có tu chính án thứ nhất quá mạnh để có thể che chở cho bất cứ ai sống trên đất mỹ như nền tảng xã hội twitter họ có quyền tự do truyền bá những thông tin sai trái những thuyết âm mưu chống chính phủ gây chia rẽ xã hội nhưng mà fbi nsa bộ tư pháp hầu như không hề lên tiếng cảnh báo hay là không có hành động gì để ngăn chặn những mầm móng thông tin độc hại đó người Mỹ không được phép tự tin cho rằng thời khắc đen tối của lịch sử Hoa Kỳ đã kết thúc sau ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Mà họ phải hiểu rằng đó chỉ là thời điểm bắt đầu của những khoảnh khắc nguy hiểm khác sẽ xảy ra trong tương lai. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ, bình an xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai xin kính chào